câu chuyện ba giỏ khoai lang gấu thỏ và khỉ sống cùng nhau trong một khu rừng một hôm ba bạn rủ nhau đến nhà bác dê chơi bác dê tiếp đón cả bọn rất vui vẻ trước khi ra về bác dê còn đưa cho cả ba bạn ba giỏ khoai lang và bảo bác đưa cho các cháu ba giỏ khoai lang mỗi cháu mang về một giỏ bằng giờ này sang năm các cháu đưa lại bác số khoai lang cũng như thế được không cả ba thích quá cầm lấy giỏ khoai lang và chạy về nhà về tới nhà chúng mới sực nghĩ tới lời bác dê dặn phải đưa lại số khoai lang bằng đúng số khoai lang đã nhận phải làm sao đây gấu nghĩ sang năm còn lâu lắm mình ăn hết đã rồi tính thế là nó ăn luôn một lúc hết nửa giỏ khoai thỏ thì nghĩ bác dê yếu rồi sợ gì sang năm rồi tính còn khỉ thì lại chọn những củ khoai to nhất cất đi ngày hôm sau gấu gặp khỉ hỏi cậu ăn hết khoai chưa ăn một ít và giữ lại một ít khỉ nói giữ lại để làm gì chuột ăn hết thì sao không phải để mình đem đi trồng sang năm vào mùa xuân mình sẽ đem trồng đến mùa thu thì sẽ thu hoạch lúc đó sẽ có nhiều khoai để trả lại cho bác dê còn lại thì tha hồ ăn nghe khỉ nói gấu hiểu ra khỉ làm đúng quá nó thầm nghĩ may quá mình vẫn còn ba củ phải giữ lại để làm giống mới được tuy vậy mấy ngày sau gấu lại lôi khoai ra xem cậu ta thèm ăn khoái quá đi mất làm giống thì cần gì tới ba củ hai thôi cũng được nhỉ nghĩ tới đó gấu há mồm ăn luôn một củ nữa mùa đông tới gió thổi vù vù bụng gấu sôi tréo lên kiếm gì ăn đây Gấu nghĩ, làm giống thì chỉ cần một củ là đủ rồi, thế là nó lại ăn tiếp một củ khoai nữa. Mùa xuân tới, gấu tỉnh giấc, cảnh vật mùa xuân thật là đẹp, gấu nhìn thấy khỉ con đang cày ruộng trên cánh đồng xanh ngắt. Nó nhớ tới củ khoai để dành làm giống, bèn đào một cái hố trước cửa nhà, đem củ khoai vùi vào đó. "Chờ hoài, chờ hoài, mấy ngày rồi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì." gấu bèn bới đất ra xem củ khoai vẫn đang ngủ ở dưới hố nhìn củ khoai gấu nghĩ củ khoai đẹp như thế này mà phải vùi vào đất thật phí quá lỡ mây chuột gặm mất thì sao rồi lỡ có mọc mầm thì mưa to cũng cuốn trôi củ khoai mất hay là mình đặt nó vào dạ dày là chắc ăn nhất nghĩ tới đó gấu liền xơi ngay củ khoai mùa thu tới rồi những cành lá đã trở nên màu vàng gấu nhìn giỏ khoai bám đầy mạng nhện mà không biết mang gì để trả cho bác dê. Gấu đi tìm thỏ, giỏ khoai của thỏ con cũng trống rỗng, chả còn lấy một củ. Cả hai đi tìm khỉ con, vừa vào nhà đã thấy khoai dở chất đầy nhà, thấy bạn tới khỉ vui quá, mời bạn vào nhà ăn khoai thỏa thích, lại còn tặng khoai đầy hai giỏ lớn. Mừng quá, gấu và thỏ cùng khỉ mang khoai tới gặp bác dê bác dê nhìn thấy những giỏ khoai cười vang các cháu giỏi lắm bác không cần các cháu trả lại bác giỏ khoai đâu bác chỉ muốn xem ai biết suy nghĩ biết lao động mà thôi các cháu mang khoai về đi cả ba cháu đều là những đứa trẻ ngoan nghe bác dê khen gấu và thỏ đỏ lựng cả mặt vì xấu hổ